Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, của cuộc sống. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, họ rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ và tôn sùng. Tháng 8 âm lịch, những gia chủ kỷ Mão 1999 được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên quý vị hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. May mắn là tuổi kỷ Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương, nay đã được nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Mời quý vị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi kỷ Mão có mệnh là thành đầu thổ, có khát vọng khá lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài. Sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách của họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi lại hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Mão sinh năm 1999 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc là khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không được bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chứ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp kỳ âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là tiêu hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi kỷ Mão cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình, cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc gặp nhiều trở ngại trong tháng này, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên, ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tử vi tuổi Mão năm 2022 chỉ rõ, trong tháng này xung khắc địa chi và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến gia chủ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át khiến người xung quanh. Nếu không cẩn thận, bạn còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung, cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn trong tháng này sẽ không nhiều, nếu có cũng rất nhỏ, không đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu đi sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do cục diện xấu lại có đại hao chủ hao tán tiền bạc ảnh hưởng, vận trình tài lộc sụt giảm hơn hẳn so với thời gian trước. Các hạng mục kinh doanh đều không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lãi chẳng thấy đâu, khiến tinh thần suy sụp khá là nhanh, tâm lý bất ổn. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, hạn chế nên tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà đất vội vàng, nếu không sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo vì chính sự nóng vội của bản thân, tiền một đi không trở lại.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu, người tuổi Kỷ Mão dễ mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Có điều chú ý đi lại cẩn thận để phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, nhất là thai phụ, hết sức lưu ý vấn đề đi lại, kẻo dễ bị động thai, thậm chí là sảy thai. Các gia chủ tuổi Kỷ Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tháng gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm, người độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí đôi khi sự nóng nảy, bảo thủ của bạn còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu với đối tượng bạn thầm mến nên tình cảm càng thêm bế tắc. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi, đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Tháng này bạn cũng nên xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức mùng 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức mùng 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Họ anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Kỷ Mão 1999 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.